Ui chú, củ to lắm, dài nhưng mà dễ gãy lắm. Địa lan bầu rượu cả nhà, củ to chưa? To bằng chai nước ngọt luôn ấy. Nhìn hình dáng nó như một cái chiếc hồ lô, một cái chiếc bầu rượu. Đem rồi. Vâng. Trên này còn nhiều củ to lắm này. To thật. Nhìn thích chưa các chị này? Nhưng mà cái dòng này thì củ nó hơi giòn, đụng cái là gãy. Nhưng mà ưu điểm của nó thì rất là nhanh lên cây con và nhân giống thì rất là dễ. Và chăm sóc thì cực kỳ đơn giản. Nó gãy làm đôi thì nó lại mọc lên gấp đôi số lượng cây. Đây là mình có tổ ong mà mình cũng mua đau không ạ? Đẹp chưa? Mỗi cây là một sắc hoa khác nhau các anh chị ạ. Rồi. Ok, đẹp chưa các anh chị này? Bầu rượu, địa lan bầu rượu. Dễ gãy lắm. À, dễ gãy lắm. Đẹp nhưng mà dễ gãy. Trên này còn rất nhiều địa lan bầu rượu các anh chị này. Cái dòng này mà trước khi em bán cho khách ấy, là em thường chia sẻ là nó rất là dễ gãy. Có thể vận chuyển, chỉ cần sóc nhẹ thì nó cũng gãy củ rồi. Tuy nhiên thì về khách chăm lại, mấy bữa nữa nó lại lên mầm rất là nhanh. Và nó lại hình thành những cái hình dáng độc đáo của dòng địa lan này. Anh ném luôn. Đấy. Rất là nhiều luôn, ở trên một cái vách đá dựng đứng này các chị này. Đó. Và cái lan gì mà mình không biết tên kìa, hoa kìa, nhìn hay hay lạ lạ. Nở trắng xóa. Đây này, các anh chị này. Cái dòng lan này thì em không biết tên nó là gì cả. Hoa nó cứ như này, chẳng biết đẹp hay không, nhưng mà nó lạ. Và đây là địa lan bầu rượu nhá. Hoa của nó này các anh chị này. Lại một màu sắc khác này. Ở dưới này cũng vậy, cũng nhiều màu sắc lắm. Và bên vách đá bên kia cũng thế. Rất là nhiều những cái màu sắc hoa khác nhau. Vì thế thì cái dòng này là một cái dòng địa lan rất là độc đáo của rừng núi Gia Lai.